Các bạn thân mến, trong video ngày hôm nay mình sẽ làm món vịt tiềm Bát Bảo. Xin mời các bạn cùng vào bếp. Để làm món vịt tiềm Bát Bảo, nguyên liệu mình đã chuẩn bị ở đây là 1/2 con vịt, khoảng 1 kg. Táo đỏ, nấm hương, kỷ tử, mỗi thứ khoảng 70 g. Vài củ hành tím, gừng tươi thì mình cũng đã thái chỉ. Hạt sen tươi 200 g. Ngô bao tử khoảng 200 g. Củ sen tươi mình đã sơ chế khoảng 200 g. Lấm kim châm thì 1 túi. Để ướp thịt thì mình sẽ cho vào đây là 1 thìa cà phê muối. Và mình sẽ cho vào 1 thìa cà phê đường. Tiếp đến là mình sẽ trộn đều để cho đường và muối được ngấm vào thịt vịt. Ở đây là hoàn toàn mình không dùng bột ngọt các bạn nhé. Mình bắc lên bếp một cái chảo và cho vào một ít dầu ăn. Dầu nóng thì mình sẽ cho hành tím vào phi thơm. Tiếp đến là mình cũng sẽ cho gừng thái chỉ vào. Mình cũng sẽ phi thơm cả hành tím và gừng. Sau khi gừng và hành tím đã được và mình xào cho nó thơm lên rồi thì mình sẽ cho thịt vịt vào để đảo. Mình sẽ xào cho thịt vịt săn lại, quyện mùi hành gừng và dậy mùi thơm. Sau đó thì mình sẽ chuyển toàn bộ cái phần thịt vịt đã được xào săn vào một chiếc nồi to hơn để tiện cho việc thêm nguyên liệu và thêm nước để đun nấu. Tiếp đến là mình sẽ cho củ sen tươi vào. Hạt sen tươi mình cũng cho vào luôn. Tiếp đến là nấm hương, mình đã ngâm và rửa sạch rồi. Táo đỏ, ngô bao tử, kỷ tử. Và mình cũng cho luôn nấm kim châm vào. Các bạn có thể thay thế cái loại nấm khác mà các bạn yêu thích nhé, không nhất thiết phải là nấm kim châm. Cuối cùng là mình cho nước dừa vào. Đó, bây giờ thì mình sẽ đậy vung lại và đun với lửa lớn đến khi nó sôi. Sau khi lồi thịt vịt đã sôi lên thì các bạn để lửa nhỏ lại và đun thêm khoảng 30 phút nữa là vịt cũng đã chín mềm. Đó, bây giờ thì các bạn múc ra tô và thưởng thức thôi ạ. Các bạn thân mến, mình vừa chia sẻ cách nấu món vịt tiềm Bát Bảo đơn giản nhất. Nếu thấy video của mình hữu ích thì các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.